quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 11, 2021, người Việt tại Virginia tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm giáo sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng sản sát hại và giới thiệu phim tài liệu vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin giới thiệu chương trình của buổi tổ chức. Những phần chính của chương trình gồm có nghi thức khai mạc, nghi thức tưởng niệm, cảm tưởng của giới trẻ về di sản của giáo sư Nguyễn Văn Bông, chia sẻ của gia đình giáo sư Nguyễn Văn Bông, giới thiệu cuốn phim tài liệu vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, chiếu trailer phim vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, và sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức. Để mở đầu nghi lễ, trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên để tiến hành nghi thức khai mạc. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân bậc tiền nhân anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào bị Cộng sản sát hại. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Mời giáo sư Kim Quanh, bà Trác Kỳ Bông và cô Mã Tiến Linh lên dân hương. Xin mời anh Hoàng Vi Ca lên đọc tiểu sử của giáo sư Kim Quanh. Kính thưa quý vị, được sự ủy nhiệm của ban tổ chức Phật tử Việt Nam Film Club, hôm nay Hoàng Việt Nam hân hạnh sơ lược tiểu sử của giáo sư Nguyễn Văn Bông như sau. Ông sinh ngày 2 tháng 6 năm 1929 tại bệnh viện Gò Công, nguyên quán làng Kiển Phước, tỉnh Gò Công. Cha ông là thợ bạc, mẹ ông là thợ may. Hai người ly dị nhau khi ông mới lên 3 tuổi, nên ông đã phải sống với bà nội. Năm 12 tuổi, ông đã phải đi làm để có tiền trang trải chi phí học hành. Nhờ vậy mà ông đã để dành đủ một số tiền vừa để mua một chiếc vé tàu hạng 3 sang Pháp để tiếp tục du học. Sau đó, ông đã đậu bằng tú tài Pháp tại Paris. Để có thể tiếp tục con đường học vấn, ông phải làm đủ nghề như khung vác, làm giám thị, làm bồi bàn với người bạn tên Nguyễn Ngọc Huy.
mà sau này hai người cùng sát cánh với nhau trong lĩnh vực hoạt động chính trị, tranh đấu cho phong trào quốc gia cấp tiến. Ông theo học luật và chính trị học tại Đại học Sorbonne, Pháp. Năm 1956, ông tốt nghiệp cử nhân luật. Năm 1960, ông tốt nghiệp chính trị học tại Pháp. Năm 1962, ông đậu bằng thạc sĩ công pháp quốc tế tại Pháp. Năm 1963, trở về nước dạy luật, hiến pháp và khoa học chính trị tại Đại học Luật Sài Gòn và Học viện Quốc gia Hành chính. Năm 1968, ông đã thành lập phong trào quốc gia cấp tiến và được bầu làm chủ tịch của phong trào. Trong bối cảnh ấy, thì giáo sư Nguyễn Phong Vân sẽ được chính thức làm thủ tướng để thành lập một chính phủ dân sự đoàn kết mọi tầng lớp với xã hội. Nghe tin này thì Cộng sản đã âm mưu sát hại ông hai lần ngay tại thủ đô Sài Gòn. Không ai. Đến ngày 10 tháng 10 ngày 11 xin lỗi quý vị, ngày 10 tháng 11 năm 1971, Cộng sản tổ chức một cuộc khủng bố lần thứ ba, và lần này không may ông đã bị chúng giết hại tại ngã tư đường Cao Thắng và Thanh Giản. Hoạt động chính trị và di sản của giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được trình bày rất chi tiết trong cuộc phim mang tên Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông do Việt Nam Film Club thực hiện và sẽ chính thức phát hành trong tháng 11 năm nay, tức năm 2021. Tuy thế, ban tổ chức có thể xin tóm lược về cuộc đời của giáo sư Nguyễn Văn Bông và vài điểm chính như sau. Với giáo dục, giáo sư Nguyễn Văn Bông là một vị thầy tài đức. Với xã hội, giáo sư Nguyễn Văn Bông là một chính trị gia, một người lãnh đạo có tầm nhìn xa. Và trên hết, thưa quý vị, với quốc gia, với dân tộc, giáo sư Nguyễn Văn Bông là một người yêu nước, thương dân, quả cảm, không hề sợ hãi trước đe dọa cái chết của kẻ thù, để tận tụy phục vụ cho dân, cho nước tới hơi thở cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Những bạn trẻ sau đây đã từng tham gia vào sinh hoạt trong cộng đồng người Việt hải ngoại, rất quan tâm đến những nhà ái quốc của lịch sử Việt Nam, sẽ lần lượt chia sẻ những cảm nghĩ về di sản của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Ông Phan Ly Dũng hiện sống tại tiểu bang Virginia, một dịch giả quen thuộc qua các tác phẩm như Uphill Battle, Reflections on Vietnam Counterinsurgency của tác giả Frank Scott và Embers of War, The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam của tác giả Frederick Law Sproul. Xin mời ông Phan Ly Dũng. Xin kính chào tổ chức, xin kính chào quý vị. Mỗi người có mỗi cách để mà nhớ về giáo sư Bông. Riêng tôi nghĩ cách giản dị nhất để nhớ về giáo sư Bông là coi ông như cha đẻ của quan niệm đối lập. Trước khi có bài viết của những giáo sư Bông, những bài viết của giáo sư Bông, quan niệm đối lập thì là quan niệm bên lề, nhất là trong thập niên năm 1963. Quan niệm đó kể để thường dùng để chỉ những người, những chính kiến đi ngược lại với lại chánh đảng, nó cần phải diệt trừ. Từ quan niệm đối lập bên lề đó, giáo sư Bông đã đưa đối lập lên đảng trở thành một vị trí nổi bật để đối nghịch với chánh đảng và đo lường mức độ dân chủ. Kính thưa quý vị, giáo sư Bông đã sử dụng đối lập một cái kim chỉ nam để nhìn vào bản thể của cả độc tài lẫn dân chủ. Câu hỏi được đặt ra là nếu một thể chế là độc tài hay thể chế dân chủ, người ta thường có những câu hỏi về cấu trúc, về cách vận hành. Nhưng mà tất cả những cái câu hỏi đó đối với giáo sư Bông đều là những câu hỏi bên lề. Câu hỏi chính của giáo sư Bông đưa ra để mà trả lời những cái đó, tức là chánh đảng đó có đối lập hay không,
Và nếu câu trả lời là có, thì đó là một chế độ độc tài. Kính thưa quý vị, chẳng những đưa độc tài, chẳng những đưa đối lập, nhưng một quan niệm về độc tài, cha sư Bôn còn dùng đối lập để đo lường mức độ dân chủ, giúp cho ta có cái nhìn ngay về bản thể như thế nào là độc tài và như thế nào là dân chủ. Kính thưa quý vị, trước giáo sư Bông 1000 năm, một đại hiến sĩ của Việt Nam là Nguyễn Trãi đã nói: đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Cách đây 100 năm, một đại hiến sĩ khác của Việt Nam là ông Phan Chu Trinh cũng có nói: nâng dân trí để chấn dân khí. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ của giáo sư Bông. Chắc hẳn trong tất cả mọi người chúng ta cũng đều nhìn về đất nước để xem đất nước của chúng ta ở nơi đó đại nghĩa đã thắng không tàn chưa, dân trí đã được nâng cao chưa, hay là hung tàn đã diệt đại nghĩa và dân trí đang bị hạ xuống để phá nát chí khí dân khí. Tôi nghĩ rằng cái quan điểm đối lập của giáo sư Bông và cái chết của ông sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ, đặt lại câu hỏi đó với chính chúng ta, và để trả lời không phải ai khác hết mà cho chính chúng ta nhìn thấy mục tiêu từ 1000 năm trước cho một đại hiện sĩ mở đầu, 100 năm sau cho một đại hiện sĩ khác, và cuối cùng đại hiện sĩ Nguyễn Văn Bông. Tôi mong rằng đất nước trong một ngày nào đó sẽ đáp ứng đủ tất cả những câu: đem đại nghĩa để thắng hung tàn, nâng dân trí để chấn dân khí. Những ngày đó, khi mà dân khí bừng bừng lên, thì món quà tặng của giáo sư Bông chắc có lẽ là những đóa hoa của dân tộc, chứ không phải là quà mì như ông đã nhận. Xin cảm ơn quý vị. Rất quen thuộc của cộng đồng Việt Nam ở vùng Hoa Thịnh lớn. Cô hiện đang sống tại tiểu bang Maryland. Xin mời cô Phong Thu. Ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh đến đây để tham dự và tưởng nhớ đến cái buổi tổ chức tưởng niệm giáo sư Nguyễn Văn Bông, một người mà khi tôi còn trẻ tôi đã nghe mẹ tôi nhắc khi cái chết của ông. Cái đó là lúc đó là tôi rất là còn nhỏ, bởi vì mẹ tôi cũng là một trong những người ở trong hội của Hội Quốc phụ của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc bây giờ là mẹ tôi biết rất rõ về giáo sư Nguyễn Văn Bông và cô Giác Kỳ Bông. Có lẽ là cô Giác Kỳ Bông không nhớ mẹ đâu, nhưng mà mẹ nhớ cô, mẹ có nhắc. Kính thưa quý vị, quá khứ, hiện tại và tương lai, đó là một sự nối tiếp thời gian, đó là sự biến đổi dàn dập con người, xã hội và lịch sử. Và nếu chúng ta không nhớ đến quá khứ, tất nhiên chúng ta sẽ không nhớ đến hiện tại và tương lai của chúng ta đi về đâu, và cũng như là chúng ta sẽ không biết chúng ta là ai, có phải không? Tức là chúng ta có cội nguồn. Và khi chúng ta xem những cái thức phim về cái vụ án giáo sư Nguyễn Văn Bông bị ám sát, có thể giúp cho tôi, các bạn hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử đẫm máu, đầy nước mắt của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và cuộc nội chiến đã cướp đi hàng triệu người, trong đó có những người yêu nước, có những người đã mang tất cả tấm lòng của mình và mang chí khí của mình, mang cái trí tuệ của mình để mà phục vụ cho đất nước. Và trong đó phải nhắc đến tên của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Cái chết của ông đó là một sự mất mát rất lớn cho dân tộc Việt Nam, và tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử của Việt Nam, thưa quý vị. Chúng ta là những người may mắn là được định cư khắp nơi trên quả địa cầu này, mà chúng ta đã được hấp thụ một cái nền văn minh của nhân loại, tức là rất nhiều các bạn trẻ đã làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam và đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất là hãnh diện, thưa quý vị và các bạn trẻ. Tôi biết các bạn mang theo một cái bầu nhiệt huyết, không phải riêng là những người trong thế hệ đầu tiên hay là những người trong thế hệ của tôi, mà các bạn vẫn còn là những người trẻ tuổi, vẫn nhớ về cội nguồn của mình. Và suốt cái cuộc hành trình lưu lạc của chúng
qua, gần 50 năm qua, là chúng ta luôn luôn tranh đấu, thương nhớ quê hương và luôn luôn quay đầu trở lại nhìn lại quê hương, có phải không? Và trong tim của tôi cũng vậy. Tôi mong rằng là các anh chị thế hệ trẻ hãy cố gắng tiếp bước theo dấu chân của giáo sư Nguyễn Văn Bông, tức là luôn hướng về đất mẹ Việt Nam, dành một phần trái tim của mình trong những cái bộn bề khó khăn của chúng ta ở đất nước này, để mà hướng về đất nước mẹ Việt Nam, chia sẻ với nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Chúng ta vẫn mơ ước cho dân tộc Việt Nam của chúng ta được có một cái cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự. Và thưa quý vị, chúng ta sống luôn có mơ ước. Và cái mơ ước lớn nhất trong trái của tim của tôi, tại sao tôi viết những cái quyển sách rất là nhiều như vậy, mặc dù quý vị biết là viết sách ở đây thì không có tiền đâu thưa quý vị. Nhưng bởi vì là trái tim của chúng ta luôn luôn có mơ ước. Và mơ ước lớn nhất của tôi là rất là mong muốn để chính quyền Cộng sản Việt Nam có một ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh. Và họ phải đặt quyền lợi của dân tộc Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam trên hết. Chúng ta biết rằng là cái tình yêu quê hương đất tổ của chúng ta luôn luôn chảy trong cái dòng máu của chúng ta và không bao giờ cạn. Bởi vì chúng ta biết chúng ta, dù chúng ta mặc đồ gì, ăn mặc là cái gì hay là chúng ta sống ở đâu, chúng ta vẫn biết rằng trong dòng máu của chúng ta là dòng máu của người Việt Nam. Các bạn trẻ thân mến, tôi mong rằng các bạn sẽ mang kiến thức, tài năng và ấp ủ để nuôi một cái chí lớn, là một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ cùng nhau theo dấu chân của giáo sư Nguyễn Văn Bông trở về xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường thật sự. Vì ông đã hy sinh cả cuộc đời của ông, không ở lại Pháp, không ở lại những nước khác, mà ông đã trở về phục vụ cho đất nước trong một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt thưa quý vị. Ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh được nói những cái lời này và tưởng nhớ đến ông với một cái lòng trân trọng. Và luôn luôn mong rằng những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta làm ở đây để tưởng nhớ đến ông sẽ là một cái gương tỏa sáng để mà tất cả thế hệ trẻ của chúng ta cùng nói theo. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn cô Phong Thu. Sau đây là ông Đặng Vũ Tuấn, hiện sống tại địa bàn Maryland và là một thành viên sinh hoạt tích cực của Tổ chức Nhà Việt Nam. Xin mời ông Đặng Vũ Tuấn. Kính thưa quý vị, tôi thì là một cái người mà thế hệ sau rất là nhiều của giáo sư Bông. Tức là cái ngày mà giáo sư mất thì tôi còn chưa ra đời. Và tôi cũng không biết đến giáo sư Bông cho đến khi mà được xem cái trailer từ VFC và có tìm hiểu thêm ở trên Internet. Thì khi mà tìm hiểu về cái cuộc đời của giáo sư Bông thì có rất nhiều cái điều mà giống như hồi nãy các chú có nói là riêng với bản thân tôi thì rút ra được hai cái vấn đề lớn ở trong cái cuộc đời của giáo sư Bông và cái sự hy sinh của giáo sư Bông. Cái thứ nhất là cái việc mà giáo sư Bông đã cho mọi người biết rằng là nếu mà một cái thể chế được đưa lên, tức là một cái người lãnh đạo của một cái quốc gia được đưa chính cái người nhân dân bầu lên, thì cái người đó sẽ luôn luôn người đó sẽ là làm tất cả những cái gì đó cho cái đất nước bởi cái quyền lợi của cái người nhân dân, của mọi người nhân dân. Còn nếu mà cái người đứng đầu của một cái đất nước mà được đưa lên bởi một cái đảng phái hoặc là một cái quân chủng nào đó thì anh ta chỉ có phục vụ lại cho cái cá nhân của cái đảng phái và quân chủng đó thôi. Thì cái việc mà đưa ra một cái đối lập giống như hồi nãy muốn nói đó là một cái điều mà một bài học rất là lớn và đã học được từ giáo sư Bông. Cái bài học thứ hai mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng đó là cái sự hy sinh tất cả những cái quyền lợi của mình, cá nhân của mình cho giáo sư từ bên Pháp. Đang biết là đang làm việc ở bên Pháp mà bỏ hết tất cả để về lại Việt Nam
phục vụ lại cho cái đất nước bằng tất cả những cái kiến thức, tất cả những cái năng lực của mình, thì đó chỉ là một cái sự mà hy sinh cá nhân rất là lớn trên cho cái đất nước, cũng giống như hồi nãy cô có nói. Và đó chính là hai cái điều mà rất là quan trọng và nghĩ tới và rất là khâm phục giáo sư Bông. Ngoài ra thì cũng cảm ơn VFC đã làm ra một cuốn phim và đem ra những cái thông tin rất là quý báu, và nhờ vậy mình tôi biết thêm về cái cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Bông. Cô Mã Tiểu Linh hiện đang sống tại Virginia. Cô thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt tranh đấu của giới trẻ hải ngoại. Xin mời cô Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị em ngày hôm nay. Giáo sư Nguyễn Văn Bông là một giáo sư chính trị học. Ông là một kiến khách rất là nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam miền Nam sau một thời gian khá dài với phần đông là những giới chức lãnh đạo có gốc gác là quân đội, đang chuẩn bị bước sang một thời kỳ lãnh đạo xuất phát từ dân sự. Thì giáo sư Nguyễn Văn Bông là một trong những khuôn mặt nổi tiếng nhất có uy tín tại thời điểm đó. Có nhiều nguồn tin cho rằng cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có ý định mời giáo sư Nguyễn Văn Bông vào chức vụ Thủ tướng để tiến hành cải cách chính phủ. Ý định của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nó cùng cái quan điểm với giáo sư Nguyễn Văn Bông, vì giáo sư Nguyễn Văn Bông chính ông cũng từng muốn tiếp tục bước tiến cải tiến miền Nam để có một cái chính phủ dân sự thật sự. Với tư cách là viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh, giáo sư Nguyễn Văn Bông đã góp phần đào tạo nên một đội ngũ viên hành chánh có cấp quận phó và phó tỉnh trưởng có trình độ cử nhân và cao học. Nếu giáo sư Nguyễn Văn Bông là thủ tướng, thì hệ thống lãnh đạo miền Nam từ trung ương đến địa phương sẽ gồm những giới trẻ có khả năng và có chính trị hành sách rất là vững chắc. Cộng sản biết điều này và đã ra lệnh ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông đến 2 lần. Và lần cuối cùng là vào tháng 10, vào ngày 10 tháng 11 năm 1971. Việc giáo sư Nguyễn Văn Bông bị ám sát ở tuổi 42 là một điều mất mát rất lớn cho miền Nam Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay đã học được 3 điều rất là trân quý từ giáo sư Nguyễn Văn Bông. Điều thứ nhất, đó là tấm lòng yêu nước của ông. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã trải qua một thời kỳ rất là khó khăn và vất vả trong quá trình ông ở Pháp vì sức khỏe của ông. Nhưng ông vẫn luôn cố gắng học thành tài với mong mỏi ý định duy nhất là trở về quê hương để phục vụ đất nước và quê hương của chúng ta. Điều thứ hai là ông luôn quan tâm đến thế hệ trẻ. Khi trở về nước, ông bắt tay ngay vào việc xây dựng các thế hệ lãnh đạo tương lai gồm những con người mới, đầy nhiệt huyết, đầy tuổi trẻ và đầy tài năng. Điều thứ ba là lý tưởng dân chủ. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã để lại cho thế hệ sau này một cái tinh thần yêu nước dân chủ vô cùng cao đẹp mà bao nhiêu năm ông đã theo đuổi. Bởi vì giáo sư Nguyễn Văn Bông biết rằng chỉ có dân chủ mới có thể giúp được đất nước Việt Nam thoát khỏi ách cộng sản và tiếp tục vươn lên cùng với các nhân loại. Những bài học giáo sư Nguyễn Văn Bông để lại vẫn còn giá trị rất là nhiều cho những tuổi trẻ, không chỉ riêng tuổi trẻ của Mã Tiểu Linh mà tất cả những mọi người có mặt ở đây hôm nay, tương lai và ngày mai. Mã Tiểu Linh xin hết lời. Cảm ơn quý vị. Và sau đây là phần trình bày của những người từ xa gửi đến ban tổ chức. Trước hết xin mời cô Hoàng Thị Mỹ Lâm. Cô hiện sống tại Đức Quốc, là đương kim chủ tịch Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Hòa Liên bang Đức. Tôi là bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, đương kim Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa quý vị, sự xuất hiện của phong trào quốc gia cấp tiến do giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập vào cuối thập niên 1960 là một hiện tượng chính trị được những người Việt chống cộng thực sự thời đó rất quan tâm. Đó là một khuynh hướng chính trị rất mới, đi ngược lại tư tưởng quân sư phụ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức người dân Việt từ thời phong kiến. Hiện nay, ý thức đối lập chính trị trên căn bản hợp hiến là một nền tảng dân chủ quan trọng tại quốc gia phát triển trên thế giới.
Chúng ta vẫn biết bên cạnh tương đồng luôn có tương phản, nhưng tương phản không có nghĩa là phá hoại, là đập bỏ, như tình trạng đối lập cuội do Việt Cộng giật dây tại miền Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, người đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tín nhiệm mời ra thành lập một chính phủ dân sự vào đầu thập niên 1970, xứng đáng là người tiên phong khai dân trí trên lĩnh vực đối lập chính trị, tạo cân bằng xã hội và xây dựng nền móng dân chủ tại Việt Nam. Tiếc thay là giáo sư Nguyễn Văn Bông đã bị Việt Cộng ám sát dã man trên đường phố Sài Gòn vào ngày 10 tháng 11 1971. Tội ác giết người, thủ tiêu tài năng nước Việt để nhấn chìm quốc gia vào tăm tối, đó là một trong những tội ác hàng đầu của Cộng sản Việt Nam từ thời chiến đến thời bình. Cuốn phim tài liệu lịch sử tưởng niệm 50 năm ngày ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông do Việt Nam Film Club sản xuất, đó là một công trình biên khảo sưu tầm rất công phu với những hình ảnh thật sự để lưu lại cho hậu thế một trong những chứng tích tội ác của Việt Cộng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý vị. Và đặc biệt của tổ chức hôm nay có sự tham dự của thứ nam giáo sư Nguyễn Văn Bông, anh Nguyễn Lê Quốc, anh hiện sống tại Liên bang New York. Kính thưa quý vị, my name is Alex Bonewright. In Vietnamese, it's Nguyễn Lê Quốc, and I am the youngest son of Professor Nguyễn Văn Bông. I was only 5 when Papa was killed, so I didn't know that much about his life or his impact on Vietnamese politics. Throughout the years, with the help of his students and many others at the NVA, I've learned so much more about him. I've learned about him as a teacher, as a mentor, as a political leader, as a father, as a husband, but most of all, as a very proud Vietnamese with great integrity, vision, and dedication. He was tirelessly devoted to his students, devoted to the ideals of democracy, devoted to the rule of law, and mostly devoted to a Vietnam that can be proud of its heritage, as well as work towards a democratic future. I'm humbled that students and his many students at the NVA have kept his teachings alive throughout all these many years, and they have greatly inspired me. And I know that he would be very proud to see that his teachings continue to inspire new generations of Vietnamese with that same vision, and he will strive for that democratic vision of Vietnam. Thank you very much. Và sau đây là cô Bùi Diên, cô hiện sống tại địa bàn Hawaii, là một sinh viên thích nghiên cứu về các nhân vật lịch sử Việt Nam. Cô cũng đã đóng góp tiếng nói của giới trẻ trong cuốn phim tài liệu vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Xin mời cô Bùi Diên. Sau khi nghe chuyện của giáo sư Nguyễn Văn Bông, Duyên cảm thấy là rất là phục những người Việt Nam của mình, những cái hy sinh của họ. Và riêng cho giáo sư Bông, một người mà lớn lên cũng không có nhiều vật chất mà đã kiên trì, cố gắng học hành và không những học hành để làm cho việc của mình có thể tốt hơn, nhưng ngược lại, nhìn lại với xã hội, về lại với quê hương của họ, của giáo sư Bông, và đã phục vụ và cố suy nghĩ tương lai cho thế hệ tới. Và cái đó là một cái để lại cho thế hệ sau này, thế hệ của Duyên và thế hệ tới, để mình có những gương hiện tại mà đã hy sinh nhiều năm mới đây, mà hy sinh, và để có thể thế hệ sau nhìn lại và có những gương để mình có thể theo sau đó. Ông George J.V. hiện sống tại tiểu bang Delaware, là tác giả các cuốn sách về chiến tranh Việt Nam
như John Saw in Distant Land, Black April, Conan, Bright Light, Leave No Man Behind. Ông đã có những nghiên cứu về giáo sư Nguyễn Văn Bông. Ông cũng đã đóng góp trong cuốn tài liệu vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Mr. George J.D. from Delaware is the author of books about the Vietnam War, such as John Saw in Distant Land, Black April, Cold Name, Bright Light, Leave No Man Behind. He has done research on Professor Nguyễn Văn Bông and also contributed in the documentary film The Assassination of Professor Nguyễn Văn Bông. He would like to share a few words with us about Professor Nguyễn Văn Bông. Please join me to welcome Mr. John J.D. One of the most interesting parts of studying history is to always talk about what if. What if this person had won an election? What if that battle had lost? How things would be different. And I think one of the greatest, if not the greatest, what if for South Vietnam is how different things would have been if Professor Bom had become Prime Minister after the 1971 election. In my opinion, he would have been a tremendous help in restructuring the government, to energize the government, and to help bring a new purpose to South Vietnam. But more importantly, as his son said earlier, I think that he would have really begun to imprint a sense of democracy into the South Vietnamese people and would have brought an entirely different purpose and reputation to South Vietnam across the globe. And I think that was one of the most important things that he would have done. So his loss, his assassination, I think is one of the most least known, but one of the most important what-ifs for South Vietnam. And it cannot be understated what a great loss he was to his country and to his people. Thank you very much. Và sau đây là ông Phan Công Hưng. Ông hiện sống tại địa bang Pennsylvania, là một thành viên và là cố vấn trong ban lãnh đạo tổ chức hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời ông Phan Công Hưng. Thật là vinh dự cho chúng tôi, Phan Công Hưng, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, có mặt trong ngày lễ tưởng niệm thì chia sẻ một số bài học rút ra từ cố giáo sư Nguyễn Văn Bông. Thứ nhất là sự cần thiết của giáo dục chính trị. Thứ hai là sự nguy hại của ý thức phi chính trị. Và thứ ba là việc ám sát nhân cách. Nếu chính trị không được giảng dạy một cách đúng đắn và áp dụng sai lầm thì đưa đến những suy nghĩ lệch lạc rằng chính trị là dơ bẩn. Điển hình là hành động bá đạo mà Cộng sản đã từng làm qua việc rút chính quyền vào tháng 8 năm 1945 từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim. Đất nước Việt Nam đã gặp thảm họa kể từ ngày đó. Chính trị, cái con đường vương đạo, phải tôn trọng nền dân chủ, minh bạch, dựa trên tinh thần phục vụ, trách nhiệm và có tầm chiến lược để xây dựng một chế độ nhân bản cho nước nhà như cố giáo sư đã từng thực hiện. Ý tưởng phi chính trị đã làm cho một số chế độ suy yếu dẫn đến bị lật đổ. Nó chỉ là một ảo tưởng có khuynh hướng thụ động mà một số người đã sử dụng hay truyền bá nhằm mục đích ru ngủ và dập tắt tinh thần chống cộng tại hải ngoại. Chúng ta nên nhớ rằng khi bước xuống con tàu viên hoặc lên máy bay theo dạng ôm rời xa quê hương là chúng ta đã nhận thức và biểu hiện chính trị quyết quyết không đội trời chung với chế độ độc tài cộng sản. Trước triều thai khi qua đây được sống với một chế độ xã hội tự do, có một số tổ chức tuyên bố phi chính trị và thờ ơ quên đi 90 triệu người vẫn còn trong nhà tù cộng sản. Thưa quý vị, thì bản thân tôi là lúc đó cũng còn rất nhỏ mà có một sự gia đình, ông nội và cho tôi có một cái quan hệ rất là thân thiết và gần với giáo sư, của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Và bản thân là người trong sinh hoạt cộng đồng, khi tôi sinh hoạt thì cái điều ba tôi đã từng hỏi và khuyên rằng là cái câu mà ông ta cũng thường sợ là những hành động qua chuyện
ám sát của ông quý sư Nhân Bông, thì ba tôi đã từng hỏi và căn dặn là người Việt giết người Việt là một cái điều ông luôn luôn lo và chia sẻ cho những cái sự mất mát của cái một người đã từng bị ám sát cách đây hơn 40 năm, mấy năm trước mà tới đây là 50 năm. Thì trong quá khứ, ám sát một nhân tài như cô giáo sư Nguyễn Bông là một tội ác tày trời từ tay Cộng sản, tạo ra một sự tổn thất rất lớn cho nền nền nghị Cộng hòa. Mặc dù khủng bố không còn là một cái phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ hiện nay, mà chúng ta cần phải cảnh giác việc ám sát phá hủy nhân cách. Mỹ đã gọi là character assassination, là một hành động nhằm gây tổn hại đến danh tiếng của một cá nhân hay tổ chức qua các phương pháp bôi nhọ, công khai hoặc bí mật. Để đạt được mục tiêu đó, họ có thể đưa ra các cáo buộc sai lầm, tung tin đồn nhảm và thao túng thông tin hư thật. Đối với một số nhân vật lịch sử, thiệt hại đó có thể kéo dài qua nhiều thế kỷ, mà điển hình là một đại công thần Phan Thanh Giản, trung hiếu vẹn toàn, hy sinh vì đất nước mà lại chịu một nỗi đắng cay, sỉ nhục, hàm oan từ nửa thế kỷ nay vì sự gắn ghép một cách bất công với câu Phan Lâm mãi quốc, triều đình khi dân, không có xuất xứ để buộc tội bán nước của cụ Phan. Cô giáo sư Nguyễn Văn Bông được mọi người thương nhớ vì sự cống hiến và hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và đấu tranh. Tinh thần chiến đấu kiên cường và chống cộng tới cùng của ông là một gương sáng cho hậu thế noi theo. Thế giới này tốt đẹp hơn vì đã có những người như ông. Xin cùng khắp nén hương lòng chúng nhân dân đến cố giáo sư và những nhà đấu tranh cho quốc gia dân tộc, cho tự do dân chủ và đã nằm xuống. Xin kính chào tất cả quý vị. Sau đây là phần cảm tạ của gia đình giáo sư Nguyễn Văn Bông. Bà Jackie Bông là phu nhân của giáo sư Nguyễn Văn Bông và hiện cư ngụ tại Virginia. Xin mời bà Jackie Bông. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Nhân dịp 50 năm lễ giỗ của giáo sư Nguyễn Văn Bông, một số quý anh chị em quốc gia hành chính có nhờ tôi làm một cái tài liệu về giáo sư Bông để lại cho hậu thế. Vì thế mà tôi mời nhà đạo diễn Chu Linh, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm làm nhiều phim tài liệu về các nhân sĩ lịch sử của Việt Nam. Ngoài cái kinh nghiệm của ông thì ông còn có kỹ thuật điêu luyện và nhất là có một cái tấm lòng để nghiên cứu và sưu tầm rất nhiều những cuốn sách và tài liệu để nắm được cái trọng yếu của giáo sư Bông và cái tư tưởng của giáo sư Bông, đó là tinh thần Nguyễn Văn Bông. Tinh thần Nguyễn Văn Bông là gì? Trước hết là một cái tinh thần tự lập, tự cường và tự chủ, vượt ra tất cả những cái hiểm nghèo và khó khăn và thử thách để tự đạt được một cái kiến thức cho vững mạnh. Có kiến thức vững mạnh để làm gì? Là cái tinh thần lãnh đạo, tức là đào tạo rất nhiều sinh viên trường Đại học Đức Khoa và sinh viên bất quốc gia hành chính để đứng ra lãnh đạo giúp cho đất nước. Cái thứ ba là một cái tinh thần trong sạch và trong sáng, chống tham nhũng và chống độc tài cộng sản. Cái thứ tư là một cái tinh thần xây dựng một cái đất nước, một cái nền dân chủ để dấn thân và hy sinh, một cái dân chủ lập pháp đúng theo hiến pháp của Việt Nam, chứ không phải là một dựa trên một cái đối lập, mà đối lập đó là một cái đối lập không phải đã phá, mà cơ đối lập để xây dựng một cái đất nước có nhân quyền và
dân lòng. Và chót hết là cái tinh thần trao đuốt cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ tiếp nối những cái công việc mà giáo sư Bông đã bỏ lỡ, không tiếp tục được. Và đó là một tinh thần dân chủ, và cho những người trẻ làm sao nóng, có hâm nóng lại cái ngọn lửa trong lòng mình và tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ông Chí Linh đã rút tỉa được và nắm được cái tư tưởng và cái tinh thần Nguyễn Văn Mông đó trong cuốn phim tại điểm này. Và tôi biết rất nhiều những người trẻ đã và đang thực hiện những cái lý tưởng của mình, như các anh em Võ Thành Nhân và Võ Thiện Toàn, hai người đã mê say ngành truyền thông để quảng bá và giáo dục cho dân chúng những chương trình về văn hóa, xã hội và chính trị. Và tôi cũng rất ngưỡng mộ những người trẻ ở bên Việt Nam dám đối lập lại một cái thể chế rất là độc tài mà chịu hy sinh để tự mình bị bỏ tù từ một năm đến 10 năm, và những người này luôn luôn tranh đấu cho đến cùng. Và tôi rất cảm ơn những sinh viên luật khoa quốc gia hành chính, cũng như là những thân hữu và cộng sự viên của phong trào quốc gia cấp tiến, và những người trẻ mà tôi quen biết cũng như là tôi chưa quen biết đã luôn ủng hộ và quý mến tinh thần Nguyễn Văn Mông bất diệt này. Và tôi xin cảm ơn tất cả. Phần tưởng niệm đã chấm dứt. Xin bước qua phần thứ hai, giới thiệu cuốn phim tài liệu vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Mông do Việt Nam Film Club thực hiện. Xin giới thiệu ông Chu Linh, đại diện cho Việt Nam Film Club, sẽ trình bày việc thực hiện cuốn phim vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Mông. Xin mời ông Chu Linh. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Chu Linh. Xin thay mặt các anh chị em trong Việt Nam Film Club trân trọng kính chào quý vị. Cái lời nói đầu tiên nói về cái cuốn phim này với cái tên là vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Mông, chúng tôi phải có hai lời cảm tạ. Lời cảm tạ đầu tiên là các thành viên trong ban tổ chức ngày hôm nay đã từ lo lấy phương tiện chương trình để có thể mà thực hiện một cái buổi tổ chức theo chúng tôi đánh giá là được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dù có một vài sơ suất nhưng mà không đáng kể. Đó là công lao của các anh chị em trẻ ở trong ban tổ chức. Lời cảm tạ thứ hai đối với gia đình của giáo sư Nguyễn Văn Mông là ông bà Jackie Bông và ông Lacey Wright. Sau hết là ông George Rivan. Ba người đã tận tâm đóng góp trực tiếp cho cuộc phim. Kính thưa quý vị, lời cảm tạ sau cùng là xin cảm tạ những người đã đóng góp cho cuốn phim trong nước và hải ngoại, người Việt Nam và người ngoại quốc. Các môn sinh của giáo sư Bông tại trường Đại học Luật Sài Gòn năm xưa, các môn đồ của giáo sư Bông tại Học viện Quốc gia Hành chính và các thành viên trong phong trào quốc gia cấp tiến. Những nhân chứng mà chúng tôi đã phỏng vấn, những tài liệu từ gia đình hay là các thân hữu đã giúp chúng tôi, những ý tưởng và khuyến khích của tất cả mọi người trên thế giới sau khi chúng tôi khởi công thực hiện cuốn phim. Cho nên có thể kết luận ngày hôm nay cuốn phim là tổng hợp sự đóng góp của mọi người Việt hải ngoại từ trong quá khứ và tới ngày hôm nay. Nói về cái cuốn phim thì xin mời quý vị, sáng nay lúc 7 giờ sáng chúng tôi đã mở trên YouTube cái cuốn phim lấy tên là VFC, vụ
vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Bây giờ quý vị khắp nơi có thể mò ra và xem được. Ngay hôm nay, chúng tôi muốn nói rằng, sau khi làm cái cuốn phim, trong khi làm cuốn phim, trước khi làm cuốn phim, một cái câu hỏi rất lớn mà chúng tôi tự hỏi và thấy rất là khó hiểu, mà cuối cùng cũng rất dễ hiểu. Tại sao Cộng sản ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông mà không là một người khác? Theo giáo sư Stephen Young cho biết là ông Lê Duẩn có một cái danh sách cần phải ám sát, mà giáo sư Bông là đứng hàng đầu danh sách. Sau đó là giáo sư Nguyễn Ngọc Quy, các vị lãnh đạo tôn giáo, đảng phái. Cái câu hỏi tại sao Cộng sản ám sát giáo sư Bông? Ngày hôm nay nếu giáo sư Bông không chết vì ám sát thì ông cũng đã chết vì bệnh hay là như thế nào đó. Nhưng cái chết của ông nói lên điều gì đây? Cái câu hỏi khó hiểu nhưng rất là dễ hiểu. Bởi vì nếu một đảng phái thanh toán một nhân vật của một đảng phái khác, đó là tư thù cá nhân hay là đảng phái. Nhưng đằng này, một tổ chức lớn lao như Đảng Cộng sản đi ám sát một nhân vật lãnh đạo chính trị của miền Nam. Trong khi đó, giáo sư Bông là một người yêu nước hoàn toàn. Một người dùng tài năng và lương tri mình không để phục vụ tại hải ngoại mà quay về phục vụ đất nước mà bị ám sát. Có nghĩa rằng là mình hiểu rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam ám sát giáo sư Bông thì họ sẽ đưa lên một nhân vật khác hay hơn, yêu nước nhiều hơn, tài năng nhiều hơn. Nhưng không. 50 năm sau, ngày hôm nay, xã hội Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam phơi bày rất rõ ràng trước lịch sử và dân tộc. Điều chúng tôi mà học được từ giáo sư Bông, những gì mà công trình của ông thì xin quý vị coi trong phim. Điều chúng tôi muốn học hỏi ở đây là cái viện kiến của ông. Có những người có thể là học thức, kiến thức còn ngang hàng với giáo sư Bông hay là hơn nữa. Những cái viện kiến của ông mới là vấn đề. Chính vì ông nhìn thấy xa, tương lai Việt Nam phải xây dựng cái nền tảng nào, cho nên Cộng sản hiểu ra điều đó. Chính cái điều đó mà xây dựng một nước Việt Nam mà đoàn kết được mọi tầng lớp dân tộc, đưa đến thịnh vượng dân chủ phát triển. Đảng Cộng sản không muốn như vậy. Đảng Cộng sản phải ám sát để họ ngự trị trên đất nước bằng cái đảng của họ. Chỉ rất là đơn giản, cho nên câu hỏi khó mà rất là dễ hiểu. Ngày hôm nay, kính thưa quý vị, điều chúng tôi muốn học hỏi nơi giáo sư cũng như quý vị hồi nãy đã trình bày, cái cuối cùng là muốn chia sẻ với giới trẻ. Giới trẻ ngày hôm nay lăn lộn trong vũng bùn tại Việt Nam hay là có thể là tại hải ngoại có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, nhưng giới trẻ là giới trẻ Việt Nam. Những cái bài học của tiền nhân đi trước, giáo sư Nguyễn Văn Bông, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hay là các nhân vật hay là các anh hùng dân tộc khác, nếu chúng ta rời xa quá khứ thì không thể hiểu hiện tại ngày hôm nay xã hội Việt Nam đang diễn ra gì. Mà nếu chúng ta không hiểu hiện tại thì chúng ta không có những cái giải pháp thích ứng cho tương lai. Chính vì vậy chúng tôi xin chia sẻ với giới trẻ ngày hôm nay là lấy trường hợp của giáo sư Bông cũng như các vị tiền nhân đã hy sinh cho đất nước để làm bài học. Một mai khi chế độ Cộng sản, chế độ độc tài sụp đổ thì những người lãnh đạo trẻ tương lai ngoài kiến thức và lương tri ra phải có cái tầm nhìn như giáo sư Nguyễn Văn Bông. Sau đây chúng tôi sẽ chiếu cái trailer một phần để quý vị khắp nơi và quý vị trong hội trường này xem, và sau đó thì chúng tôi sẽ nhường lại cho ban tổ chức. Trân trọng kính chào quý vị. Trích bộ phim nhiều tập Cộng sản trên đất Việt của Việt Nam Film Club. Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. 12 giờ ngày 10 tháng 11 năm 1971 tại đường Cao Thắng, Sài Gòn.
thú đã nói với giáo sư Quy ở miền Nam. Lâu nay trí thức, trung lưu, tiểu tư sản, nông dân không có đoàn kết nhau. Nhưng bây giờ họ đã đoàn kết dưới cái dù của cái phong trào của giai cấp tiến, cho nên các anh bằng mọi giá phải triệt hạ cái phong trào này, tức là phải ám sát cả hai người Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Quy. Việc mà ám sát đó thuộc cái chủ trương của Đảng Cộng sản. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, tân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi nghe tin của giáo sư Bông bị mất, thì những anh em đang đi tập sự rất là vô cùng bàng hoàng. Tôi khóc anh với tình chiến hữu, chẳng khác tình máu mủ yêu thương, gục bên đường tranh đấu anh hy sinh. Đám tang giáo sư Bông được cử hành trọng thể, kéo dài trên một cây số, đông đảo chưa từng thấy trong 40 năm qua. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, sự nghiệp ngắn ngủi, hoài bão lớn lao, di sản vô giá. Từ sáng đi học, tối lại học đến mai, dù học giỏi rồi dạy lại người ta, để dành dụm một ít tiền mua cái vé tàu qua ba lê học tiếp. Thì anh Bông còn làm giám thị ở trường trung học kỹ thuật ở Saint-Paul-Saint. Nguyễn Ngọc Huy và anh Nguyễn Văn Bông là hai sinh viên chuyên môn phải đi học, cũng tiếp tay trong tiệm ăn với mọi người. Bác Bông cũng có đi ở chợ kêu bằng Lê An. Bác Bông 4 giờ đã đi ra đã khiêm vác cho những người mà đi tới chợ và để đồ để bán. Đối lập chính trị gồm có 5 bước. Thứ nhất là tập thể, thứ hai là công khai, thứ ba là hợp pháp, thứ tư là bất bạo động và thứ năm là xây dựng. Giáo sư Bông đã đưa cái mô hình trí thức trẻ phải đứng dậy là đáp ứng cái nhu cầu của miền Nam lúc đó. Dẫu Lê Hoàng nói là nếu hai người này được thành công thì cái thắng lợi của cách mạng sẽ bị hoãn lại 20-30 năm. Trí thức, khoa bản, yêu nước, nhiệt tình, có một cái quyết tâm xây dựng dân chủ rất cao. Chỉ những người trí thức chân chính mới có đủ khả năng đào tạo cho đất nước được những nhà lãnh đạo đáng tin cậy, những chuyên gia có thẩm quyền và động viên hướng dẫn được quần chúng cùng mọi thành phần quân nhân công chức tích cực tham gia vào công cuộc phát triển quốc gia. After learning about Professor Nguyễn Văn Bông, I am just amazed about figures that are really contemporary figures who sacrificed so much and wanted to create a movement that helped society get better. And the movement wasn't just the current society, it was to help the next generation. Dự thảo nghĩ rằng giới trẻ yêu nước tại hải ngoại cần rút ra những bài học từ sự hy sinh của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Đó là tinh thần phục vụ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ và phát triển. Đó chính là di sản của giáo sư Bông để lại cho các nhà lãnh đạo trẻ để xây dựng một đất nước khi chế độ độc tài sụp đổ. Xác
hại nhân tài của đất nước, giáo sư Nguyễn Văn Bông là một trọng tội của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và lịch sử Việt Nam. Sẽ phát hành tháng 11 năm 2021. Cuốn phim tài liệu Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông cũng là tưởng niệm đúng 50 năm ngày Cộng sản sát hại nhà ái quốc Nguyễn Văn Bông. Thank you for everyone for being here today. Thank you.